Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng kênh của chúng tôi trong video hôm nay. Xin kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, sống lâu, sống thọ là ước muốn của tất cả chúng ta. Và chúng tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần những kinh nghiệm quý báu của những cao nhân trên thế giới để có được tuổi thọ cao. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá về một bí quyết không tốn một xu lại có thể giúp bạn đảm bảo được một tuổi thọ cao và không lo bệnh tật. Chỉ cần dành ra 10 phút mỗi ngày để xoa bóp 8 chỗ sau đây, chắc chắn sẽ cho bạn một sức khỏe như mơ ước. Cùng lắng nghe! Dù già hay trẻ, sáng ngủ dậy xoa 8 chỗ này đảm bảo sống thọ, cả đời không lo bệnh tật. Chào mừng quý cô bác đã đến với một video mới của Tuệ Tâm Giác Ngộ. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí cho quý cô bác cách sống trường thọ cực kỳ đơn giản mà không cần phải tốn kém bất cứ chi phí nào. Phương pháp được coi như thuốc tiên này không cầu kỳ hay phức tạp gì mà chỉ là xoa bóp cơ thể vào mỗi buổi sáng. Buổi sáng chính là thời khắc quan trọng nhất để bắt đầu một ngày mới. Đây là giai đoạn cơ thể chúng ta chuyển từ trạng thái ngủ sang thức. Chính vì vậy, các danh y ngày xưa cho rằng đây chính là thời khắc vàng để chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Và trong video ngày hôm nay, Tuệ Tâm Giác Ngộ sẽ hướng dẫn cho cô bác 8 vị trí cần xoa bóp vào mỗi buổi sáng ngay sau khi thức dậy. Chỉ cần dành ra khoảng 10 phút làm việc này mỗi sáng, cô bác sẽ luôn có sức khỏe tráng kiện và sống thọ hơn 100 tuổi. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé! 1. Xoa bàn tay. Khi cô bác vừa thức giấc, thay vì lập tức ngồi dậy và rời khỏi giường, hãy xoa hai bàn tay vào nhau nhiều lần liên tiếp. Động tác này sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương, giúp cho toàn bộ cơ thể cô bác được đánh thức sau một giấc ngủ dài. Bên cạnh đó, khi xoa tay vào nhau, các huyệt vị trên lòng bàn tay sẽ được kích thích. Theo y học cổ truyền, lòng bàn tay có rất nhiều huyệt đạo. Mỗi ngón tay sẽ có các huyệt tương ứng với các cơ quan khác trên cơ thể của mình. Do đó, việc xoa hai bàn tay vào nhau sẽ mang lại những tác dụng tích cực cho cơ thể như thông lục kinh, khỏe nội tạng, điều hòa khí huyết. Cách thực hiện động tác xoa tay như sau. Cô bác hãy úp hai bàn tay vào nhau, sau đó xoa đều đến khi cảm thấy tay bắt đầu nóng lên và phần da trong lòng bàn tay đỏ hồng lên là được. 2. Xoa bóp vùng da trên đầu. Xoa bóp vùng da trên đầu mỗi buổi sáng chính là cách khá đơn giản để cô bác duy trì sức khỏe của mình. Phương pháp này không chỉ giúp kích thích vỏ não mà còn giúp hỗ trợ cải thiện trí nhớ và làm tăng lưu lượng máu có trong não của chúng ta. Ngoài ra, xoa bóp vùng da này cũng giúp đẩy nhanh quá trình lưu thông máu cục bộ của nang tóc. Từ đó dinh dưỡng cho các tế bào sắc tố của chân tóc được cải thiện. Quá trình phân chia và tiết ra hắc tố được đẩy nhanh làm cho mái tóc của cô bác trở nên đen mượt hơn. Bên cạnh đó, huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu khi được xoa bóp sẽ hỗ trợ làm lưu thông kinh lạc, sự cân bằng của các chức năng trong cơ thể cũng vì vậy mà được điều chỉnh theo. Mặc dù đem lại rất nhiều tác dụng, thế nhưng cách xoa bóp vùng da này lại vô cùng đơn giản. Cô bác chỉ cần dùng các đầu ngón tay xoa bóp từ chân trán lên đến đỉnh đầu, sau đó tiếp tục xoa bóp ra vùng da phía sau đầu là được. Mỗi giây, cô bác có thể xoa bóp khoảng từ 2 đến 4 lần. Chỉ cần thực hiện trong khoảng 1 phút là cô bác có thể hoàn tất việc xoa bóp vùng da này. 3. Xoa mặt. Các cảm xúc của con người đều được bộc lộ trên khuôn mặt, do đó các nếp nhăn cũng sẽ xuất hiện theo thời gian. Xoa mặt vào buổi sáng sẽ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu ở mặt, làm cho đôi mắt thêm tinh anh và da dẻ của cô bác sẽ luôn luôn hồng hào. Đây chính là thói quen được nhiều phụ nữ áp dụng để duy trì sự trẻ trung cho mình. Cách thực hiện việc xoa mặt cũng khá đơn giản. Cô bác chỉ cần xoa hai bàn tay vào nhau cho thật nóng, sau đó tiến hành xoa gò má theo hình tròn và miết hai vùng mắt từ đầu mày đến đuôi mày. Tiếp theo, cô bác chuyển sang xoa hai cánh mũi rồi đến miệng và cằm. Cuối cùng, cô bác hãy xoa trán theo chiều ngang là đã có thể kết thúc quá trình xoa mặt này. 4. Xoa mũi.
Xoa mũi vào mỗi buổi sáng có thể cải thiện tuần hoàn máu ở niêm mạc mũi và giúp giảm các triệu chứng của viêm mũi dị ứng như nghẹt mũi và hắt hơi. Bên cạnh đó, việc xoa mũi thường xuyên có thể làm tăng tốc độ lưu thông máu trong mũi, kích thích các huyệt đạo và ngăn ngừa cảm lạnh hiệu quả. Xoa mũi còn giúp khai thông phổi, loại bỏ các bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn vùng mũi, viêm đường hô hấp, viêm phế quản. Để thực hiện động tác xoa mũi, cô bác hãy dùng ngón trỏ và ngón cái bóp vào vành mũi rồi vuốt từ trên xuống dưới dọc theo sống mũi. Cô bác hãy thực hiện động tác trên từ 20 đến 30 lần, kết hợp day bấm các huyệt xung quanh sống mũi khoảng 20 đến 30 lần nữa là được. 5. Xoa tai. Theo quan niệm của Đông y, hầu hết các huyệt vị nằm trên tai đều có sự liên quan đến các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Vì thế, việc cô bác xoa bóp tai sẽ mang lại những tác dụng rất lớn cho sức khỏe như giúp khơi thông huyệt đạo và giúp các cơ quan bên trong cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. Vùng dái tai và vành tai được xem là nơi có các huyệt vị kết nối với đầu, não và khuôn mặt. Thường xuyên xoa vành tai và vuốt dái tai không chỉ có tác dụng làm đẹp, dưỡng nhan mà còn giúp cô bác rèn luyện tâm trí, cải thiện chứng sa sút trí tuệ. Các huyệt vị nằm ở vành tai cũng kết nối với tứ chi. Theo quan niệm của Đông y, nếu cô bác thường xuyên xoa vuốt vành tai thì có thể giúp cho chân tay chắc khỏe hơn. Điểm tiếp giáp giữa tai và đầu chính là đáy chân tai. Đây là điểm đối ứng với phần lưng và cột sống của chúng ta. Khi cô bác xoa vùng này, phần đốt sống từ trên cổ trở xuống sẽ được tác dụng. Đồng thời, việc xoa bóp vùng này cũng có tác dụng điều chỉnh khí huyết trên toàn bộ cơ thể. Phần hốc sâu trong tai được gọi là trụ tam giác. Đây là điểm hố xoắn trên tai tiếp giáp với điểm khởi đầu của đỉnh tai. Bộ phận này kết nối và đối ứng với hệ tiết niệu và sinh dục của con người. Khi cô bác xoa vùng tai này, có thể giúp bổ thận, cân bằng âm dương, điều chỉnh dây thần kinh thực vật, điều chỉnh và ổn định chức năng bài tiết trong cơ thể của chúng ta. Để thực hiện động tác xoa bóp tai, cô bác hãy dùng ngón trỏ và ngón cái xoa bóp lần lượt từng vùng kể trên theo thứ tự, từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên cho đến khi cô bác cảm thấy tai nóng lên là được. 6. Xoa bóp vùng cổ, vai, gáy. Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, trưởng đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta có thể cảm thấy đau nhức các cơ vùng cổ, vai, gáy khi vừa ngủ dậy. Chính vì thế, việc cô bác xoa bóp khu vực này ngay khi thức dậy có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chỉ cần dành ra khoảng 1 phút để xoa bóp, cô bác có thể thấy cơ thể khoan khoái hơn, tràn đầy năng lượng hơn. Cách thực hiện động tác xoa bóp các cơ vùng cổ, vai, gáy cũng khá đơn giản. Cô bác hãy dùng tay xoa toàn bộ vùng cổ, vai, gáy, chú ý bóp nắn các cơ quanh cổ và vai. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên nhào các cơ lớn như cơ thang, cơ ức đòn trũng, cơ delta và day các cơ bằng gốc bàn tay. Cô bác hãy chú ý tìm từng điểm đau ở khu vực này để day và ấn chúng. Điều này sẽ mang lại kết quả tốt cho cơn đau của cô bác. 7. Xoa bụng. Theo y học cổ truyền, bụng con người là thành quách bảo vệ các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Y học coi việc xoa bụng là một phương pháp thần kỳ cho sức khỏe. Vì dược vương Tôn Tư Mạc từng sống hơn 100 tuổi nhờ thường xuyên xoa bụng. Vị dược vương này cũng từng có câu nói nổi tiếng là thường xuyên xoa bụng thì có thể loại bỏ được bách bệnh. Tác dụng chính của việc xoa bụng là điều hòa chức năng của hệ tiêu hóa, từ đó cải thiện tình trạng của các căn bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Xoa bụng còn giúp quá trình tiêu hóa thức ăn, hấp thụ dinh dưỡng và bài tiết chất thải thuận lợi hơn. Vì vậy, buổi sáng chính là thời điểm vàng để tiến hành xoa bụng. Điều quan trọng nhất cô bác cần lưu ý là khi xoa bụng, cần phải phân biệt rõ mục đích của việc xoa bụng là gì. Nếu cô bác xoa bụng với mục đích chăm sóc sức khỏe, thì cần xoa bụng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Còn nếu cô bác bị bệnh lý, thì cần xoa bụng theo hướng cùng chiều kim đồng hồ. Cô bác chỉ cần nằm ngửa, sau đó đặt tay phải ở trên rốn, còn tay trái ấn lên mu bàn tay phải. Cô bác hãy lấy rốn làm trung tâm rồi tiến hành xoa từ trong ra ngoài. Cô bác không nên dùng lực quá mạnh mà chỉ nên xoa thật nhẹ nhàng. Khi xoa, rất có thể cô bác sẽ cảm thấy nóng phần bụng, đói hoặc là thoát khí. Đó là những phản ứng rất bình thường khi xoa bụng
nên cô bác không cần phải quá lo lắng. 8. Xoa lòng bàn chân. Bàn chân được coi là trái tim thứ hai của con người. Theo y học cổ truyền, bàn chân là phần dưới cùng của cơ thể, nên chất dinh dưỡng nhận được ít hơn so với các bộ phận khác. Tuy nhiên, tải trọng mà cơ thể đặt lên bàn chân lại vô cùng lớn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng khi xoa bóp chân đúng cách sẽ giúp cô bác luôn khỏe mạnh, sống lâu hơn và đặc biệt là da dẻ luôn căng hồng. Cách thực hiện việc xoa chân cũng không có gì phức tạp. Cô bác chỉ cần xoa hai bàn chân vào nhau, sau đó dùng tay xoa lên xuống gang bàn chân khoảng 100 lần đến khi gang bàn chân nóng lên là được. Có thể thấy khoảnh khắc chúng ta bắt đầu ngày mới cực kỳ quan trọng. Thời điểm vàng này không chỉ thích hợp để khởi động cơ thể sau một giấc ngủ dài, mà còn là thời khắc đầu tiên trong ngày chúng ta chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Hy vọng qua những thông tin mà Tuệ Tâm Giác Ngộ chia sẻ, cô bác sẽ bắt tay ngay vào việc khởi động cơ thể mình để chào đón một ngày mới đầy hứng khởi và duy trì một thân thể khỏe mạnh để vui sống bên cạnh những người thân yêu của mình. Cô bác cũng đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.